chào anh em nhé. Bộ dỗ xích cầm tay của Steel về hàng anh em nhé. Lần này về được có 40 cái thôi, không có nhiều. Mã Steel Hot QR đây. Hot hết hàng mấy tháng này anh em. Nhiều anh em đặt hàng quá mà không có. Qua các bác nào đặt hàng bên em ấy thì cho em xin lại số điện thoại nhé. Này, dỗ cầm tay Steel quá xịn sò luôn, quá đẳng cấp cặp bến. Đi thẳng không nên em bao ship tính 240 cho mọi người ha, 240 một bộ này, bao ship cho mọi người luôn, tính phí ship luôn cho mọi người đó. Thầy rũ là 4 ly 8 nhá. Mọi người muốn mua mà 4 ly thì em tháo ra em ráp rũ 4 ly vào cho mọi người thôi, rũ lại cái cán lại cho mọi người. Có bộ này thì em giới thiệu đây đấy, nó có đồ chế độ cho mọi người, đặt lên xích mọi người cứ đẩy ra, cứ đẩy thôi là bén thôi, dành cho các bác mà mới tập rũ cưa chơi cái này quá ok, chuẩn chỉ từng cm luôn. Rồi em đăng lên thông báo mọi người nhé là có hàng nhé. Mọi người mua thì liên hệ trực tiếp với em nhé qua số điện thoại 0974 64973 nhé. 240 ngàn bao ship toàn quốc cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người.